Bảo Khánh xin kính chào quý khách. Hôm nay Bảo Khánh sẽ chia sẻ với quý khách về hợp tác kinh doanh của người tuổi Sửu. Người tuổi Sửu luôn mong muốn có sự hợp tác lâu dài. Nếu có thể kết hợp tài trí thì sẽ là một thường nhân vững vàng. Tuy nhiên, đặc điểm của người tuổi Sửu chỉ là cần cù chịu khó chứ không có gì nổi trội. Vừa thiếu đi sự sáng tạo, vừa không có tài cán gì để khiến người khác tán thưởng. Nếu làm việc một mình sẽ tốn khá nhiều sức lực mà công việc vẫn ngừng trệ, tâm tư lúc nào cũng phải suy nghĩ. Bởi vậy, tốt nhất, người tuổi Sửu nên tìm bạn hợp tác có ý tưởng sáng tạo. Nhưng có một số người tuổi Sửu lại không thích hợp với hợp tác kinh doanh, chính là vì thao tác mang tính nghiệp vụ của công ty đơn giản, lại không đòi hỏi phải sáng tạo, bản thân người tuổi Sửu lại không có sở trường gì đặc biệt. Nếu hợp tác, sẽ chỉ gây phiền toái cho bạn hợp tác. Đừng quên theo dõi Bảo Khánh để biết thêm nhiều thông tin hơn nữa về các vật phẩm phong thủy.